trớ à, cái cửa nó lớn này, lớn to lên cái tách từng mũi trớ thì nhỏ nhỏ này này cái mình trẻ rồi à, trao đó là cái ruột hết như cái hộp kim chôm nó tán bóc gì đó, cái lấy cái nó chè rồi em. Chiều về trên bên đỏ ngang, chiều về nắng trải trải lên trên hàng dừa, em về về khuya sớm sớm trưa, anh ơi anh còn nhớ đỏ đưa đưa năm nào. Hướng dẫn tham quan rừng dừa 7 mẫu Hội An đầy đủ và chi tiết nhất. Nói đến du lịch Hội An thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những con phố cổ yên bình, những căn nhà đơn sơ màu vàng với những món ăn ngon. Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng mình có thể được trải nghiệm một cuộc sống vùng sông nước miền Tây ngay tại Hội An không? Hãy đến với khu du lịch rừng dừa 7 mẫu hiện đang là một trong những điểm đến rất hot tại Hội An nhé. Bạn chắc chắn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời khi khám phá địa điểm du lịch Hội An này. Và chuyến đi ấy sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu như bạn nắm được những kinh nghiệm du lịch rừng dừa 7 mẫu mà Blog Travel Việt chia sẻ sau đây. Trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết cụ thể về tham quan rừng dừa 7 mẫu Hội An, thì Blog Travel Việt xin giới thiệu tổng quan một số thông tin về khu du lịch sinh thái rừng dừa 7 mẫu để cho các bạn cùng tham khảo luôn nhé. Rừng dừa 7 mẫu hay còn được biết đến với một tên gọi khác là rừng dừa Cẩm Thanh. Đây là một khu du lịch sinh thái hấp dẫn nằm ở hai thôn của xã Cẩm Thanh, phố cổ Hội An. Cách trung tâm thành phố Hội An tầm khoảng 3 km về phía đông, do nằm gần với bãi biển Cửa Đại cho nên khu du lịch này sở hữu một hệ sinh thái động thực vật vô cùng đa dạng và phong phú. Trước đây thì toàn bộ khu vực này có đến 7 mẫu dừa nước. Chính vì vậy mà người ta gọi địa điểm du lịch Hội An này với cái tên là rừng dừa 7 mẫu. Trải qua hàng chục năm, diện tích của rừng dừa không những không bị giảm đi mà ngày nay nó còn tăng lên gấp đôi. Khi đến với địa điểm du lịch Hội An này, bạn sẽ được len lỏi dưới tán lá dừa, sẽ cảm thấy cuộc sống này thật bình yên biết bao. Mọi bộn bề lo lắng của cuộc sống dường như đều tan biến hết. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta nên tham quan rừng dừa 7 mẫu vào thời điểm nào trong năm? Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, đây là lúc mà thời tiết nắng đẹp, bầu không khí tại rừng dừa 7 mẫu Hội An khá mát mẻ cho nên rất thích hợp cho chuyến khám phá rừng dừa 7 mẫu của các bạn đó nha. Còn khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, nếu như muốn được tham gia lễ hội đèn lồng nổi tiếng tại Hội An thì có thể đến du lịch Hội An kết hợp với khám phá rừng dừa 7 mẫu vào khoảng thời gian này. Tuy nhiên, bạn có thể đến du lịch rừng dừa 7 mẫu vào nhiều thời điểm trong năm khác nhau. Khoảng tháng 8 hàng năm thì theo như kinh nghiệm du lịch tham quan rừng dừa 7 mẫu của Blog Travel Việt, đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để đến với đây. Thời điểm này thì lúc những tán lá dừa vươn cao xanh ngát và đẹp nhất. Hơn nữa thì đây cũng là thời điểm mà những vườn trái cây tại rừng dừa 7 mẫu đang mùa trái chín. Bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức rất nhiều loại trái cây thơm ngon. Vậy thì cách di chuyển đến rừng dừa 7 mẫu như thế nào đây ta? Rừng dừa 7 mẫu chỉ nằm cách thành phố cổ Hội An khoảng 3 km. Chính vì vậy, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho việc di chuyển đến đây. Theo như kinh nghiệm du lịch rừng dừa 7 mẫu của Blog Travel Việt, thì dưới đây là hai cách di chuyển phổ biến nhất mà các bạn có thể lựa chọn. Đầu tiên là bạn có thể chọn cách di chuyển đến rừng dừa 7 mẫu bằng đường sông. Cách thú vị nhất để khám phá rừng dừa 7 mẫu có lẽ là đi bằng đường sông. Nếu đi bằng đường sông thì bạn sẽ phải xuất phát từ bến thuyền nằm tại đường Bạch Đằng, xuôi theo dòng sông Hoài về phía đông khoảng 5 km là sẽ tới. Còn nếu như chọn di chuyển đến rừng dừa 7 mẫu bằng đường bộ thì các bạn sẽ chọn di chuyển bằng đường bộ sẽ nhanh hơn đường sông một chút. Bạn chỉ cần chạy xe theo đường Trần Phú đến đường Nguyễn Duy Hiệu, đến ngã tư thì sẽ rẽ trái vào đường Trần Nhân Tông, đi tiếp một đoạn nữa sẽ tới rừng dừa 7 mẫu ngay. Còn nói về giá vé tham quan tại rừng dừa 7 mẫu thì hiện nay giá vé tham quan của rừng dừa 7 mẫu đang được áp dụng mức là 30.000 đồng một vé. Đây chỉ là giá vé vào thôi, nếu như muốn thuê thuyền thúng hoặc là tham quan các hoạt động vui chơi bên trong thì bạn sẽ phải trả thêm phí nữa đó nha. Còn nếu mà sử dụng ghe thuyền thúng ở rừng dừa 7 mẫu, bạn sẽ được đảm bảo an toàn bằng việc được trang bị áo phao. Bạn cần tham khảo bảng giá thuê ghe thuyền thúng theo như kinh nghiệm đi rừng dừa 7 mẫu của Blog Travel Việt sau đây nhé. Giá ghe chở được khoảng tầm 4 người, khoảng là 70.000 đồng một người. Còn thuyền thúng thì 150.000 đồng một thuyền, chỉ chở được 2 người lớn và 1 trẻ em thôi nhé. Vậy thì khi đến với rừng dừa 7 mẫu chúng ta sẽ chơi gì đây? Đây là một trong những thắc mắc mà được rất nhiều bạn quan tâm nhất nè. Tất nhiên trải nghiệm đầu tiên khi đến với rừng dừa 7 mẫu đó chính là đi thuyền thúng rồi đúng không nào? Một trong những trải nghiệm mà bất cứ ai khi đến với khu du lịch rừng dừa 7 mẫu cũng không thể bỏ qua. Đó chính là đường di chuyển bằng thuyền thúng.
Bạn sẽ được ngồi bên trong một chiếc thuyền thúng nhỏ nhắn, đơn sơ và đi len lỏi dưới những tán lá dừa. Bạn sẽ được hòa mình với những khung cảnh thiên nhiên bình yên trong lành nơi đây. Không những vậy, khi đến với rừng dừa Bảy Mẫu và trải nghiệm đi thuyền thúng, bạn sẽ còn được nghe các bác lái thuyền kể những năm tháng lịch sử kháng chiến hào hùng tại khu vực này nữa đó nha. Ngoài ra thì cũng có một trải nghiệm khác vô cùng thú vị khi đến với rừng dừa Bảy Mẫu, đó chính là câu cá. Do nằm ở khu vực cửa biển cho nên khu vực rừng dừa Bảy Mẫu có rất nhiều cá. Khi đến với địa điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu thì bạn đừng bỏ qua cơ hội được câu cá nhé. Bạn sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền thúng và câu cá. Cái cảm giác hạnh phúc khi câu được một con cá sau thời gian lâu chờ đợi chắc chắn sẽ làm cho bạn nhớ mãi đấy. Ngoài ra thì khi bạn đến với rừng dừa Bảy Mẫu thì không thể không trải nghiệm những cảm giác như là ngồi trên những con thuyền thúng đơn sơ di chuyển hai bên là dừa nước xanh bạc ngang cùng với những đàn cá tung tăng bơi lội thuộc tuyệt vời. Bạn cũng có thể nhờ cô chú chèo thuyền hay tự bản thân học làm vài vật phẩm đáng yêu bằng lá dừa tươi như là nhẫn, vòng tay hay là nón đội đầu siêu đáng yêu đó. Không chỉ được chèo thuyền mà khi đến với rừng dừa Bảy Mẫu bạn còn có thể tham gia các hoạt động mà mình được trở thành nhân vật chính như là đập nồi, đua thuyền, kéo co vân vân. Một cảm giác khiến cho bạn không thể nào quên đó là việc xoay thuyền thúng khi các cô chú lái thuyền đứng dậy làm chao đảo thuyền nhưng không ngã. Bạn sẽ cảm thấy sợ nhưng lại vô cùng thú vị đó nha. Nó như là đánh thức mọi giác quan trong tâm trí của bạn vậy đó. Sông suối lệ mong đời, lệ mong đời chảy xuống đắng bờ môi. Từ lúc con nằm nôi đến thành người mẹ vẫn xem là con hay còn thơ ao. Bên ráo con lăn còn bên nước mẹ nằm. Có lúc nào con nhớ thương về mẹ, còn mẹ suốt đời luôn thương nhớ về con. Cù lao chính chữ cao sao, niềm vui nhỏ giọt héo hong ở đông đầy. Núi con chẳng hoàng tháng ngày sớm hôm, thao đúng cánh là chạy nắng yêu. Địa danh mẹ đã mà con yêu, đợi bao năm tháng nắng mưa đợi chờ. Vậy thì nếu như đi tham quan rừng dừa Bảy Mẫu thì chúng ta ăn gì đây ta? Nhắc đến với lại du lịch Hội An thì vô cùng nổi tiếng với những món ăn hấp dẫn, nào là mì Quảng, bún chả cá, gỏi cá Nam Ô, bánh xèo, bánh đập vân vân. Đặc biệt là Hội An là thành phố du lịch cổ kính, nơi đây lại càng hấp dẫn du khách với những món ăn đậm chất hương vị miền Trung. Và muốn cho khẩu vị thêm phần thú vị thì bạn chỉ cần đợt vài bước chân để đến với rừng dừa Bảy Mẫu sẽ được thưởng thức những món ăn miền sông nước của rừng dừa Bảy Mẫu. Có rất nhiều món ăn ngon đang chờ bạn khám phá như là bánh tráng trộn, bánh xèo, cơm gà Hội An hay là cá lóc nướng cuốn bánh tráng vân vân. Ở đây có rất nhiều nhà hàng, quán ăn ngon hấp dẫn, nhưng mà theo như Blog Travel Việt cảm thấy thì giá cả có vẻ hơi chát. Nếu như bạn muốn tiết kiệm chi phí cho chuyến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu thì chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là chuẩn bị đồ ăn đem theo để cho tiết kiệm, hoặc là chỉ uống nước, tham gia các trò chơi thôi rồi về lại Hội An ăn uống cũng được. Bởi nếu như tham quan rừng dừa Bảy Mẫu chính thức thì chỉ tầm khoảng một buổi là đã xong hết các chương trình rồi các bạn ạ. Và sau đây thì Blog Travel Việt sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm tham quan rừng dừa Bảy Mẫu nhé. Nếu như bạn chưa từng đặt chân đến với Hội An, với rừng dừa Bảy Mẫu thì khi tham quan, bạn hãy book tour tham quan rừng dừa Bảy Mẫu một ngày để cho các bạn tiện tham quan và cũng có người hướng dẫn luôn. Tuy nhiên các bạn cần phải hỏi giá trước khi tham quan bất kỳ trò chơi hay thuê ghe thuyền, phải tìm hiểu nơi nào uy tín, niêm yết bảng giá đàng hoàng thì chất lượng dịch vụ sẽ tốt hơn, bạn sẽ được trải nghiệm những trò chơi hữu ích. Còn nếu như bạn không rành về rừng dừa Bảy Mẫu, bạn muốn có người thổ địa hướng dẫn tham quan không bỏ lỡ bất kỳ địa điểm du lịch Hội An, cách tốt nhất là nên book tour có hướng dẫn viên. Tour này thường có khoảng thời gian tầm khoảng 6 tiếng thôi. Bạn sẽ được trải nghiệm những địa điểm vui chơi, ăn uống hấp dẫn xứ rừng dừa nhé. Không những vậy, bạn sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành của rừng dừa Bảy Mẫu. Rừng dừa Bảy Mẫu đảm nhiệm trách nhiệm như thế nào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Vậy là trên đây thì Blog Travel Việt đã hướng dẫn các bạn chi tiết những cách tham quan cũng như những kinh nghiệm cần biết khi đến với rừng dừa Bảy Mẫu Hội An rồi đó.
Hy vọng rằng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có thêm những thông tin hữu ích trong chuyến du lịch Hội An và đặc biệt là đến với rừng dừa Bảy Mẫu nha. Và các bạn cũng đừng quên chia sẻ lại những kỷ niệm vui của mình khi đến với rừng dừa Bảy Mẫu Hội An trong phần comment sau đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên đăng ký, like, share, nhấn chuông để nhận thêm nhiều video chia sẻ kinh nghiệm du lịch hữu ích khác của Blog Travel Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.